Tiểu sử Minh Hằng, hành trình từ cô bé bán đồ sida đến thần tượng âm nhạc của giới trẻ. Minh Hằng được khán giả biết đến với vai trò vừa là một ca sĩ, vừa là một diễn viên trẻ cá tính, cách diễn xuất tự nhiên và chuyên nghiệp. Nhưng đằng sau ánh hào quang của một Minh Hằng thành công như hiện tại là một tuổi thơ đầy sóng gió, khi ba mẹ con phải chuyển nhà liên tục và gia đình phá sản nhiều lần. Chính nghị lực phi thường và tình yêu dành cho mẹ đã giúp Minh Hằng vượt qua hết những khó khăn và thực hiện ước mơ của mình. Ký ức về tuổi thơ bán quần áo. Minh Hằng, tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Trong ký ức, kỷ niệm đáng buồn nhất của Minh Hằng có lẽ là những buổi cha mẹ cãi cọ, xích mích vì cuộc sống quá vất vả, cùng với những mâu thuẫn vụn vặt, những lo toan bộn bề. Cứ mỗi lần thấy người lớn chiến tranh sắp bùng nổ là Minh Hằng lại đưa cậu em trai nhỏ ra đường chơi, đợi đến khi người lớn giải quyết xong xuôi mới đưa em về nhà. Cứ kéo dài một thời gian như thế thì ba mẹ cô đường ai nấy đi, như một cách giải thoát cho mình khỏi cuộc sống tù túng ngột ngạt. Sau khi gia đình tan vỡ, Minh Hằng và em trai về sống với mẹ. Ngày đó, mẹ Minh Hằng có một tiệm quần áo sida dựng tạm ngoài chợ. Ngày nào Minh Hằng cũng phải dậy sớm để phụ giúp mẹ dọn dẹp hàng, rồi bán hàng. Đến trưa thì lại về nấu cơm và chuẩn bị đi học buổi chiều. Những buổi mẹ cô sang Campuchia nhập hàng, một mình Minh Hằng phải ra quán, tự tay dọn dẹp, mở hàng rồi đứng chào mời khách đến mệt nhoài. Khổ nhất là những hôm trời giông bão, dù người bé lót chót nhưng Minh Hằng cũng phải tìm mọi cách ôm chặt cái cột để che quán, ngăn không để quần áo ướt hết. Mặc cảm vì gia đình khó khăn, cộng thêm cá tính nhút nhát, nên ngày bé, Minh Hằng không có bạn ở trường. Cô thậm chí còn thường xuyên bị các bạn bắt nạt, dọa đánh. Chính vì thế, những năm tháng tuổi thơ của mình, Minh Hằng rất cô đơn và khép kín. Người bạn duy nhất của cô khi ấy là cậu em trai nhỏ tuổi, thường xuyên chí chóe với chị trong những chuyện lặt vặt trong nhà. Cô nhân viên phục vụ bất đắc dĩ. Trong ký ức tuổi thơ của Minh Hằng, cái khiến cô nhớ nhất là những lần chuyển nhà từ nơi này sang nơi khác khi tiền nhà quá đắt hoặc có vấn đề gì khúc mắc là cả ba mẹ con lại kệ nệ ôm đồ đi tìm nhà mới. Chỉ trong vài năm mà mẹ con Minh Hằng chuyển nhà tới gần chục lần. Giai đoạn khó khăn nhất là khi mẹ Minh Hằng bị bạn làm ăn lừa hết tiền, vốn liếng hết sạch, không còn đồng ra đồng vào. Mấy mẹ con đành thuê một ngôi nhà nhỏ xíu trên đường Lý Chính Thắng. Phía dưới chỉ để được một cái tivi và một chiếc xe máy, còn thì cả ba mẹ con nằm chen chúc nhau trên cái gác xếp nhỏ phía trên. Sau những tháng ngày khó khăn đó, mẹ Minh Hằng đi vay mượn gom góp khắp nơi và cuối cùng cũng đủ vốn để mở một tiệm cơm nhỏ. Ngày đó không mắc học bài thì thôi, cứ rảnh rỗi là Minh Hằng lại phải chạy ra quán cơm phụ mẹ. Những lúc quán đông khách, Minh Hằng thường xuyên phải kiêm nhiều vị trí, từ dọn dẹp bàn, bưng bê phục vụ khách đến tính tiền cho các bàn ăn, thậm chí là việc rửa đống bát chất đầy như núi mỗi ngày. Chính vì thế mà Hằng thường xuyên đi học muộn, người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi và đầy mùi thức ăn. Nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ. Từ những ngày thấy mẹ vất vả, Minh Hằng đã mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ, một diễn viên để giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh khốn khó. Có lần nhờ sách báo, Minh Hằng tình cờ biết được nhà văn hóa thanh niên đang mở lớp đào tạo ước mơ trong tầm tay dành cho những cô nhóc cậu nhóc ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Minh Hằng đã nghĩ ngay rằng đây chính là chìa khóa để mở cửa ước mơ của mình rồi tự mình đi thi. Dù không có điều kiện thu nhạc vào đĩa, thậm chí phải hát chay, vậy mà cuối cùng Minh Hằng cũng trúng tuyển. Thời gian Minh Hằng đang theo học lớp ước mơ trong tầm tay cũng là quãng thời gian mà cuộc sống của ba mẹ con cô khó khăn nhất. Để kiếm tiền phụ mẹ, Minh Hằng đã cùng với vài người bạn lập nhóm nhạc pha lê. Ngày đó, buổi sáng cô ra quán cơm phụ giúp mẹ, buổi chiều đi học, chiều tối về chuẩn bị đi diễn, đến tận tối khuya mới về nhà ôn bài, với hy vọng cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn. Đó cũng là thời gian Minh Hằng nhận được lời mời đóng một vai nhỏ trong bộ phim Gió Thiên Đường, vai diễn đầu tay trong sự nghiệp của cô. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Biến cố ập đến và bản hợp đồng giải nguy. Tưởng cuộc sống của ba mẹ con đã ổn định và bớt khó khăn hơn với quán cơm nhỏ và số tiền Minh Hằng kiếm được từ việc đi hát, thì cũng là lúc quán cơm của mẹ con cô sập tiệm. Lại một lần nữa, gia đình Minh Hằng rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất.
Đúng lúc này thì công ty Lasta đã mời Minh Hằng ký một bản hợp đồng độc quyền 2 năm với khoản thù lao 500 triệu đồng. Chính vì thế, khi đó dù đã được nhạc sĩ Nhất Trung mời về công ty anh làm ca sĩ, Minh Hằng cũng đành phải từ chối, dù trong lòng đầy tiếc nuối vì ước mơ lớn nhất của cô vẫn là trở thành một ca sĩ. Minh Hằng đã quyết định ký tên vào bản hợp đồng đó để lấy 500 triệu cho mẹ trả nợ và mở một tiệm mỹ phẩm nhỏ. Chỉ trong 2 năm, Minh Hằng đã tham gia một số lượng đầu phim lớn, nhưng tên tuổi của cô không thực sự gây được chú ý đáng kể. Cho đến tận khi còn vài tháng là kết thúc hợp đồng với Lasta, Minh Hằng được ra một vai diễn nhỏ trong bộ phim Gọi Giấc Mơ Về. Nhưng sau khi đọc kịch bản, vì quá thích nhân vật chính trong phim, cô đã năn nỉ đạo diễn để được nhận vai này. Tuy nhiên, theo kịch bản thì nhân vật Phụng là một cô gái mập mạp, trong khi Minh Hằng lại khá gầy gò so với yêu cầu, nên đạo diễn đã thẳng thừng khước từ Minh Hằng. Không chịu bỏ cuộc, cô tìm mọi cách để tăng cân trong thời gian ngắn nhất. Suốt 10 ngày sau đó, cô ăn bất cứ thứ gì có thể ăn, nên đến ngày bộ phim bắt đầu khởi quay, Minh Hằng đã khá tròn trĩnh khi tăng từ 48 đến 53kg. Thấy quyết tâm của Minh Hằng và cũng vì thế ngoại hình của cô bắt đầu mập mạp theo đúng như yêu cầu của vai Phụng, đạo diễn đã đồng ý giao vai diễn đó cho Minh Hằng. Vai diễn đã khiến tên tuổi của cô thực sự được khán giả và cả nhiều đạo diễn trong làng điện ảnh chú ý. Cơ hội thực hiện ước mơ lớn nhất. Sau khi hợp đồng với Lasta kết thúc, Minh Hằng có ngay cơ hội mới khi đạo diễn Lê Hoàng mời tham gia vào bộ phim mới của mình. Vai diễn là một nhân vật có ngoại hình khá gầy gò, vì thế mà cô lại tức tốc giảm cân và chỉ trong một tuần sau đó, nhờ kiên trì tập thể dục và ăn kiêng không mệt mỏi, cô đã giảm được liền một lúc 3kg. Nhưng rất tiếc là khi tiếp xúc với Minh Hằng, các nhà sản xuất thấy cô chưa đủ gầy nên đã không đồng ý chọn cô cho vai diễn này, khiến cô khóc như mưa vì hụt mất vai diễn mà mình vô cùng thích. Khi cơ hội này đi qua thì một cơ hội khác lại đến với Minh Hằng. Một lần nữa, nhạc sĩ Nhất Trung lại nhắc về lời mời cách đây 2 năm mời Minh Hằng về làm ca sĩ độc quyền cho công ty Thiên Thi do anh làm giám đốc. Có một cơ hội tốt đến thế, cô đã ngay lập tức nhận lời. Suốt từ đó đến nay, cùng với sự hỗ trợ và chiến lược của Thiên Thi, Minh Hằng đã nhanh chóng xây dựng được hình ảnh của mình, trở thành một thần tượng được giới trẻ hâm mộ cả trong lĩnh vực ca hát cũng như diễn xuất. Với sự nghiệp ca hát, đáng kể nhất của Minh Hằng có thể phải nói đến sự kết đôi tuyệt vời với Tim để tạo nên ca khúc hit Một Vòng Trái Đất đã từng là mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Với sự nghiệp diễn xuất, nhiều lối diễn chân thực, khả năng nhập vai và gương mặt xinh đẹp của mình, Minh Hằng liên tục được các đạo diễn nổi tiếng giao những vai diễn lớn trong các bộ phim gây được sự chú ý của dư luận như Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Bây giờ thì có thể nói, Minh Hằng đã trở thành một cái tên thực sự nóng và được xuất hiện dày đặc trong các chương trình ca nhạc và các phương tiện truyền thông. Chỉ mong được sống tử tế với nghề. Từ đó đến nay, dù cô đóng phim rất thong thả, gia tài vai diễn tính ra không nhiều cũng không đa dạng, nhưng vai nào cũng gây chú ý, gây ra những cuộc chấn động là các nhân vật như trong Ngã Rẽ Cuộc Đời, Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về, An trong Giải Cứu Thần Chết và Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Minh Minh trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay ngay cả Đông Dương trong Vừa Đi Vừa Khóc là những vai ghi dấu ấn của Minh Hằng dù nhân vật đôi khi chẳng có gì hấp dẫn. Còn rất trẻ, rất xinh đẹp và tài năng, nhưng Minh Hằng không chỉ có thế để chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Điều khiến nhiều đạo diễn làm việc với Minh Hằng yêu quý và tin tưởng cô, đó là vì ngoài việc diễn xuất tốt, nhập vai chân thật, Minh Hằng còn có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, một tinh thần cầu tiến và nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!